Ok và hello anh em, chào mừng em quay trở lại với channel của mình là Thế Gì Đây. Và chúng ta hôm nay sẽ chơi một tựa game mới, tựa game này mang tên là Hợp Nhất Tòa Tháp Bảo Vệ Vương Quốc nhé. Và nếu anh em nào thích video này hãy lại cho mình một like nha, một comment và một chia sẻ, nó là động lực rất lớn để mình làm thêm nhiều video hay hơn nữa nhé. Thì đây mình sẽ đi mua hai tòa tháp, hai cái trại mình sẽ kết hợp với nhau. Đấy, đến đây, tiếp tục còn mua thêm một số cái lều kết hợp. Chúng ta sẽ có trại level 3 nha anh em. Cái lều để làm gì nhỉ? Ok, mua thêm một lần nữa. Rồi, bắt đầu chiến đấu anh em ơi. Quân nó sẽ từ đây ra đấy. Đây có lính bắn cung anh em ạ. À, thì ra thế. Thì ra thế mình hiểu rồi. Thế kìa. Ồ. Nó sẽ có 3 đùa tất cả anh em nhá. Rồi, mình hiểu cách chơi rồi anh em ạ. Nó sẽ kiểu là thả quân ấy, nhưng mà phải kết hợp vào tháp, kết hợp trại lính hoặc là trại bắn cung. Chúng ta sẽ có trại kiếm sĩ và trại bắn cung nhá. Rồi, chúng ta sẽ rào chắn tăng 10% máu thành lũy, có 5% tỷ lệ spawn nhân 2, giảm 10% giá tiền mua tháp. Ok, cái này sẽ ngon hơn này. Rồi. Cái kia phải xem quảng cáo ha. Mua tháp thêm đi anh em ơi. Được chưa? Không đủ gỗ à? Như này ta sẽ có rất là nhiều lính luôn anh em ạ. Đấy, chiến thôi. Chúng ta hạ được hết mà anh em. Có lẽ mình sẽ mua thêm lính nhỉ. Chết hết. Rồi, chúng ta sẽ nhân gấp đôi, sẽ được tầm khoảng 2.000 gỗ. Có cần thiết đâu? Không cần đâu. Mình nghĩ là không cần thiết. Mình sẽ mua thêm một cái nữa. Mua thêm một cái nữa này. Rồi, hết tiền luôn anh em ạ. Giờ như thế này là chúng ta sẽ rất đẹp luôn. Nhìn quân mình có vẻ là khá là mạnh. Nhờ. Tiếp tục. Nó chỉ có vài thằng lính thôi mà. Quân nó yếu lắm, nó không thể nào mà có thể là tấn công được vào cái chỗ thành trì của mình. Cái này vừa mới ra mắt anh em. Rồi, còn đưa thêm quân lên thêm, nó thích thì đưa quân thôi. Mình nhiều quân mà. Nó khá nhiều quân đấy chứ. Và quân bản là chúng ta có cả cung luôn. Rồi, mình đang có 1.300 gỗ. Chúng ta chọn một kỹ năng mới là tăng 5% sát thương cho tất cả các lính cận chiến, giảm 10% giá mua tháp và tăng 10%. Đây, chúng ta sẽ tăng sức mạnh cho bọn cận chiến nó khỏe hơn nhá. Okay. Bây giờ sẽ kết hợp những cái nào đang yếu với nhau ấy. Level 2 này đấy à. Nhìn trông nó chất lượng hơn rất nhiều nhỉ. Đấy, xong đấy. Còn một cái tòa này thì kết hợp kiểu gì đây? Cho như này đi. Đấy, level 3 rồi. Ở trên kia có trại lính level 3 rồi, ngon thật. Ok, bắt đầu thôi anh em. Đây tới boss chưa nhỉ? Chưa tới boss đúng không anh em? Quân số mình bây giờ đông lắm. Đưa quân ra chiến trường là cực kỳ đông luôn. Chỉ trừ khi gặp boss thôi. Chẳng may gặp boss thì chúng ta sẽ có thể thua. Mình sẽ mua để nâng cấp thêm cho nhà lính ở đây. Quá đẹp luôn. Cái nhà lính cấp tận cấp 3 luôn kìa. 1560 sẽ nâng lên sẽ là 3120. Thôi, mất thời gian ra. Bằng này tiền nó cũng đủ sống rồi nhá. Kết hợp cái gì là kết hợp thôi anh em. Đây, cho này lên. Cho này xuống level 3 luôn. Thì level 3 luôn cưng nhá. Ui xời, quá hợp lý luôn anh em ạ. Như quân mình nó mạnh dã man rồi đấy. Đấy, như thế này đi. Cái trên nó cũng mạnh, cái dưới là cũng mạnh, cái giữa cũng mạnh. Nói chung là cái nào cũng mạnh anh em ạ. Mỗi cái nó có sẽ có điểm mạnh và điểm yếu riêng. Nhỉ. Tắt cái video bên này đi đã. Ui, có thằng lính khổng lồ kìa anh em. Thấy bức ăn nổi không? Nó trâu lắm ý. Nó trâu dã man luôn anh em. Nhưng mà chúng ta vẫn hạ nó rồi. Đơn giản là chúng ta dần dần nâng cấp lên đấy. Nâng cấp thành trì. Ui, 3780 gỗ ạ. Tăng 5 sát thương cho lính cận chiến, tăng 5% sát thương cho lính tầm xa, tăng 5% máu cho lính cận chiến. Chúng ta sẽ tăng sát thương cho lính tầm xa nha. Chúng ta sẽ mở khóa được một cái ô trên này. Chưa trâu. Mệt rồi. Tuy nhiên là tôi lại phải làm thêm một cái ô bên này nữa. Nó khá là khó chịu nhỉ. Khả
Không biết là trên này có chịu được nổi nhiệt hay không. Rồi, tấn công nào. Bây giờ mua không mua được đâu, bây giờ mua sẽ rầm khoảng 600 vàng. 620 mấy vàng, còn nó có khiêng anh em ạ. Mình vẫn chơi theo kiểu là số lượng. Vẫn để lùi được quân địch anh em ơi. Chưa có cái trại lính tốt thật sự luôn. 2220 gấp đôi lên sẽ là 4440, đang hiện tại đang thiếu tiền anh em ạ. Không có tiền thì không không làm gì được. Đôi chắc chắn. Ok, chúng ta đợi xíu vậy. Chân 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 chân. Rồi, chúng ta sẽ tắt cái này đi anh em. 4 3 2 1 và chúng ta sẽ tắt nó đi vậy. Đã xong. Mình sẽ có khoảng hơn 5.000 tiền ở bên này. 600 đấy. Anh em thấy nó ổn không? Ổn áp phết nhỉ. Có level 3. Cái này không biết nhét vào đâu nữa. Cái này không biết nhét vào đâu bây giờ. Cái này cũng level 3 này. Cái level 4 luôn đó. Cái này có level 2. Đây. Cho lên trước như thế này. Đấy, như thế này là hợp lý nhất rồi đấy anh em ạ. Không còn gì hợp lý hơn nữa. Cái này mình cũng không biết cho vào đâu luôn anh em ơi. Nhìn trên nó khá là bựa rồi. Có lẽ mình kết hợp thì nó sẽ mạnh hơn một xíu ấy. Nhưng mà mình không cần. Còn cung đây khỏe quá. Còn cung đây trang bị thêm mũ giáp các thứ rồi. Bắn chắc là khỏe hơn nhờ. Nó không ăn được về. Quân đoàn ta khỏe quá. Chiến quá. 2640 gỗ. Tăng 5 phần xâm sát trương cận chiến. Cứ mỗi 2 gây hồi là 2% máu thành tích lũy. Tăng mình tăng sát thương em ạ. Tăng sát thương tối đa lên. Tăng 15% sát thương thôi. Gấp 3 lần đấy. Xem không tăng lên nhỉ. Nó ngon thế mà sao không tăng lên. Mình cũng khá là khó hiểu à. Rồi mua thêm một vài cái nữa. Hết tiền nhá. Đây là 13 luôn. Nhằm 3 luôn. Cái này việc không biết hết vào đâu đây. Thôi kệ đi. Chiến đấu phát nữa nè. Xem nó mạnh đến đâu nhờ. Xóm gì đâu. Xem các ngươi là mạnh đến đâu ta. Xem ta có thể chiến đấu được không. Chiến đấu với nhau được không. Và mình đã hạ xong được tất cả bọn nó rồi. Bọn này bây giờ nó khỏe hơn. Ui. Có bọn bắn cung khổng lồ kìa. What. Mình được 2880 gỗ anh em ạ. Nhân gấp đôi lên sẽ được khoảng hơn 5.000, 5k7. Và rồi chúng ta sẽ kêu nhé. Xin chào anh em nhé.